Tập 1, mở đầu bộ phim là khung cảnh mưa to bão tố chấn động. Một thiếu niên mặt trẻ măng, không biết bằng cách nào, đã rơi khỏi tàu. Tầm này chỉ có các cụ gánh được thôi. Những người bảo vệ thấy không cứu được, đánh vứt cậu cái phao cho mà tự túc. Cậu lúc này đã rất hối hận vì quyết định bỏ nhà ra đi của mình. Tiếp theo bị sóng đánh vỡ mồm luôn. Sáng hôm sau tại một hòn đảo đầy xinh đẹp, một bạn nữ váy xanh đang câu cá. Thấy phao rung tưởng cá to, ai ngồi kéo lên là một cái xác. Thì ra đó là thằng cha bỏ nhà đây mà. Các cụ hôm qua chắc ảnh còng lưng mới sống được. Cô gái lo lắng không biết làm gì, định hô hấp nhân tạo thì nó dậy luôn. Một lúc sau, đang ở nhà bài thấy thuốc thì người làng bu đến như kiến. Nhưng làng này lạ lắm, nam không thấy đâu, toàn con gái với đàn bà. Trả lệ thiên đường trong truyền thuyết là đây, Suzu thắc mắc, sao người này lại có dùi cui, bác sĩ thông não, đây là đàn ông nhé cháu, làm mấy đứa xung quanh ối rồi ôi luôn. Một lúc sau, thanh niên tỉnh dậy, thấy cô gái vừa nãy hô hấp nhân tạo cho mình mà giật bắn cả người, tên cậu là Ikuto, bọn họ ngồi làm quen với nhau. Và được biết, mấy người trên đảo này cũng bị trôi giặt vào đây giống cậu. 130 năm trước, bà này đi châu Âu, tha hương học tập, nhưng khi về thì bị sóng cuốn vào đây tàu bé cứu nạn, chẳng ma nào đến nơi này. Trước mắt, Ikuto sẽ đến ở với Suzu, một tên bí ẩn định chơi trò ném đá dầu tay nhưng bị Suzu phát hiện. Đó là bà chị Ayane. Vừa xuất hiện, bà chị chê Suzu ở bẩn, bà Kuto đừng đến nhà cô. Người gì kỳ ghê, Suzu ngại quá, ném chết cha bà này luôn. Nhưng chưa trùng phát nào thì bà tự ngã lộn cổ, úp mặt vào sông quê luôn rồi. Tấu hài thật sự, Tức tối, Ayane định bán thuốc ngủ và Suzu rồi cướp Kuto nhưng bắn nhầm khiến Ikuto đầu óc quay cuồng luôn. Khi tỉnh dậy, cậu tưởng mình bị sang Campuchia nhưng cũng may là nhà của Suzu. Cậu được cô pha thuốc cho mà đắng quá không uống nổi. Kuto sau đó đang tắm thì Suzu đi vào đòi tắm chung còn kỳ lưng cho cậu nữa. Thích quá còn gì? Ayane bất ngờ xuất hiện không mặc gì, khiến Kuto xịt máu mũi mà ngất. Suzu lại phải chăm sóc thằng cha này, nhưng mở chăn ra thì ảo mà Canada, thằng cha đã bị tráo đổi, chính Ayane tráo đổi và bị bà này trói rồi kéo đi như con. Nhưng đang đi thì bị dính ngay bẫy một cô gái, làm Ayane ngã sấp mặt luôn. Cô gái ra chào hỏi cậu, nhưng lần này nói chuyện với trai nên trông ngáo quá, còn bảo cậu làm chồng cua không các thứ, nhưng mãi không được một câu. Con nhỏ lô lý tóc xanh cũng xuất hiện, còn mời Kuto đi hẹn hò, ta không muốn bóc lịch sớm nha mày tóc đỏ và tóc xanh phang nhau để cướp cậu chịu luôn đào gì mà toàn bọn dở hơi thế này thanh niên tự nhủ phải thoát khỏi đây nhưng đi đến đâu thì sát khí theo đến đó đi một đoạn gặp một đứa lịch sự bắt chuyện tưởng người bình thường nhưng quay sang nó cầm ngay dây thừng để thắt cổ rồi một ả à cũng ở trong bụi bán cậu lúc đó thế là ikuto bị một đám đuổi theo chạy đi cũng không hết nắng cũng may suzu xuất hiện bảo vệ cậu bà thầy thuốc cũng ở đó giải thích cho cậu rằng nơi đây mỗi mình cậu là con trai làm kuto đứng hình luôn nhưng sau tất cả họ vẫn để cho cậu đi ra khỏi hòn đảo nhưng vừa đi xoáy nước đập cho nát thuyền luôn sau bảy tám lượt thanh niên mới vượt qua được xoáy nước nhưng lần này gặp ngay bọn cá voi thì lại bị nó quật cho xuống biển xúc miệng luôn may có suzu đến cứu tập 2, xung quanh đảo này toàn là vũng nước xoáy với thủy quái Cô có mai chạy bằng niềm tin. Tối hôm đó, hai người nói chuyện thì Suzu bảo ngủ. Nhưng u là chơi, sao chỗ ngủ lại gần thế này? Trong lúc Suzu đang tắm, Ayane đến ve vãn cậu. Và thế là hai bà này trao đổi chiêu thức. Khi đuổi Ayane đi rồi thì bất ngờ có một đứa trên trần nhà đang theo dõi. Không chỉ thế mà ở bên ngoài còn có cả hàng tá đứa. Bọn họ trông vã lắm rồi. Bà bác sĩ thấy thế, quyết định tổ chức trò, truy tìm chú rể cho mọi người vào ngày mai. Sáng hôm sau mới dậy, đã thấy một đống đứa xung quanh Ikuto rồi. Trong cuộc thi có 3 điều luật phải nhớ. Một là cuộc thi chỉ giới hạn khu vực phía tây của đảo. Hai là cuộc thi sẽ kết thúc khi mặt trời lặn. Ba, đứa nào chạm vào Kuto trước thì thắng. Y sẽ chạy trước, nhưng vừa chạy một đoạn thì có bầy bướm đuổi theo ngay đằng sau. Cũng may Suzu ném gì đó, khiến cả đám ngủm luôn. Một lúc sau, Rin Ninjalit đã thấy Kuto. Cô đã bám đuổi theo cậu trên cây. Vừa đuổi, vừa nghĩ đến căn nhà và những đứa trẻ, nên cô tự nhủ phải giành chiến thắng. Nhưng vừa dứt lời thì bị Suzu đá bay màu luôn. Vừa trốn đường Rin thì gặp ngay bà đa nhân cách đeo kính này, có ý định mổ xẻ cậu thí nghiệm. Nhưng có vẻ bà này giỏi tấu hài hơn là thí nghiệm, tạo ra bẫy được rồi lại tự bóp mình luôn. Còn hét lên, khiến mấy đứa khác phát hiện mà đuổi cậu cũng may là Suzu gánh còng lưng, tưởng thoát được nhưng có cái nịt. Thanh niên bị ma chi, chị gái Ayane gặp và phải nhảy xuống nước để cứu thân, nhưng đen như cơ hó. Cái dòng suối này chảy ra con thác mới đau, vừa rơi Ikuto tưởng sắp được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi, thì được bé Loli cùng chú chim cứu. Ikuto bảo thả ra, ai ngờ nó thả thật và thế là rơi xuống khu rừng phía đông, cũng may được con lợn trên vai nó cứu. Hết cái thì giờ đến cây ăn thịt sơi cậu khổ thân còn gặp cả cung phu banda nó định vả vỡ alo của cậu cũng may suzu đã đến suzu định đưa tay lên kéo cậu dậy thì thanh niên nhớ ra điều luật chạm vào người là thắng đang do dự không biết nên chạm hay không thì con gấu trúc lại xuất hiện đấm cậu bay lên và thanh niên lại bị bầy bướm đuổi và phải trốn lên một cái cây thôi đời này coi như bỏ, còn gì đâu mà khóc với sâu, thì đột nhiên đám con gái ngủ hết luôn, hóa ra đó là bùa của Ayane, cô cũng cho Kuto ngủ luôn. Lúc này trời gần tối, Ayane vẫn chưa chạm vào cậu, cô muốn chạm trước mặt Suzu, vì Suzu luôn thắng bà chị trong mọi cuộc thi nên Ayane rất cay cú. Còn cay cú hơn, khi Suzu ngon hơn, nhưng bà này chỉ được cái tấu hài thôi, chứ thắng thế nào được, kết quả vẫn bị cậu bịp cho tắm sông mà thôi. Lúc này mà trời đã lặn, bà lão công bố người chiến thắng, đó chính là Suzu, khi thanh niên bóp nát người của cô. Ngày mai họ sẽ tổ chức đám cưới, nhưng Suzu xin phép được chê, cô muốn trong hôn nhân phải có tình yêu từ hai phía. Sách giáo dục công dân đã dạy thế rồi, Suzu cũng muốn tìm hiểu thêm về Ikuto. Tập 3 hôm nay ăn sáng xong thì ikuto cũng đòi đi làm việc cùng suzu cho ra dáng bậc nam nhi đầu tiên họ sẽ đi sách nước tuy vậy vừa hào hứng bao nhiêu thì mới sách hai xô nước thôi Ikuto đã thở bằng tay rồi, như để sát muối vào nỗi mệt của Ikuto, bà Rin đã xuất hiện, khiêng bình nước to tổ bố. Thấy vậy Ikuto nổi điên, cầm thêm cái xô để thể hiện, nhưng có câu, bệnh sĩ chết trước bệnh tim, ra kiểm tra thì thấy, cha nội nằm như chết rồi. Một bé ninja nữa cũng xuất hiện, hóa ra đó là Mikoto, em của Rin, thấy cô chị mà cuốn lấy như đúng rồi. Cô bé cảm ơn Kuto đã giúp Rin, rũ bỏ bọn con gái háo sắc, nhưng cũng nhẹ nhàng tình cảm, nói chạm vào chị cô là cậu sẽ được vé lên bàn thờ ngay. Lát sau, Ikuto đã giúp Suzu mọi việc nhà rất nhiệt tình, lau thì thanh niên để trôi mất, lau nhà thì thấy Suzu chồng mông lên xì máu mũi chặt củ thì đập vào mặt, vãi trưởng luôn. Nhưng đây mới chỉ là việc nhà mà đã tã như thế này. Công việc chính thức bây giờ mới bắt đầu. Một cánh đồng bao la, giờ xem ai cần giúp thì giúp thôi. Một nhóm bạn đã gọi ra nhổ khoai và Ikuto xung phong nhổ trước. Tuy rất cố gắng nhưng thanh niên vẫn không tài nào cho nó lên được. Thấy vậy, Suzu cũng vào giúp sức và kết quả là nhổ được củ khoai to vật vã. Cái này mà bán ở Việt Nam thì sớm muộn cũng dâu. Không chỉ mỗi khoai mà ở đây củ gì cũng siêu to khổng lồ. Suốt ngày nâng mấy cái này thì bảo sao khỏe thế. Tiếp theo là cắt lông kiều, nhưng kiều này lại là Tôi không quên. Nhìn mấy con này đáng yêu thế, chắc hiền lắm đây. Ikuto đã cắt, nhưng vô tình làm đau. Thế là cả bọn kiều đến đấm hội đồng cậu không chia phát nào. Tiếp theo là câu cá, nhưng thanh niên câu xong thì bị cá cắn. Đi vắt sữa bò thì bò đè, chịu luôn. Nhổ nấm thì toàn nhổ phải con biết ăn thịt, thế là nó nhai cho suýt đáng suất, bó tay chấm com. Thằng này vô dụng số 2, chắc không ai nhận số 1. Ông Hoàng làm hỏng việc, chúa tể bóp tim, chiến thần búa tạ là đây chứ đâu. Chiều hôm đó, Ikuto suy ngẫm và thấy bản thân mình vô dụng vãi trưởng, bỏ nhà đi để trưởng thành mà vẫn tạ như xưa. Đúng lúc đó thì gặp ngay Rin, người mạnh nhất trong làng. Mấy đứa con gái kia cũng có mặt và bé Loli này đã mang run đất cho chim, khiến Rin sợ xanh mặt. Biết Rin sợ mấy cái thứ này nên Yukino đã nhân cơ hội trêu cô luôn. Cũng may, Ikuto tuy là quả tạ, nhưng mấy thứ này tuổi gì làm anh sợ, cậu đã giúp cô và đã ghi được điểm trong mắt của Rin. Tập 4 Ngày hôm đó, Suzu và Ikuto đã lên đền thờ rồng biển nhà Ayane để biếu củ cải, lên đến nơi thì mệt bở hơi tai, gặp chị của Ayane tên là Machi. Ba chị ngay lập tức đến ve vạn Ikuto và bảo Suzu đi tìm Ayane để xử phạt cô sẽ thưởng cho Suzu 20 cái bánh nếu tìm được, khiến Suzu làm gấp. Cô đã gài bẫy và dụ được Ayane ra ngay lập tức, thế là hai bà này chi chóe với nhau. Nhanh cơ hội, Suzu đánh bẫy, nhưng cô nhanh chóng gọi con chim chạy thoát. Tiện thể cướp luôn cha nội Ikuto. Đi được một hồi, Ikuto bảo Suzu nên đầu thú với bà chị, nhưng Ayane bảo có cái nịt. Chị của cô là một kẻ đánh rất thâm, chiều rất dài cô em gái của mình. Ayane sau đó đã có ý định tìm ra điểm yếu của cô chị, gặp ngay Suzu phiên bản hào ăn, đầu Ayane nhảy số và cô thương lượng thưởng xương xương 30 cái nếu Suzu phát hiện được điểm yếu của bà chị. Bị miếng ăn che mù con mắt, hối lộ thế mà Suzu đồng ý làm luôn mấy sợ. Hỏi Rin thì cô trả lời, Sanchi sợ một loài chuột khổng lồ. Ngay lập tức cô nàng đi bắt luôn và kết quả là bị nó nhai đầu. Hỏi cô bạn đeo kính đa nhân cách, thì bà bảo sai chi chuyên xài bùa, xong chán quá bỏ đi, nhưng cái này nghe vô lý và chẳng thuyết phục, cuối cùng vẫn không tìm được điểm yếu nào cả. Hỏi bà Suzu thì bà làm ngay câu, dùng ra đâm qua tim là xong mới vãi trưởng. Ayane tức quá, văng mấy câu, mụ già chết tiệt, thì đúng lúc đó gặp ngay cô chị đằng sau, bị gọi là mụ già dù mới 18 nên bà chị trầm cảm luôn, hóa ra đó là điểm yếu của cô. Ayane lợi dụng điều đó mà treo, nhưng kết quả bị bà chị gọi mà đập cho toang luôn hôm sau đang đi lấy củi thì dẫm phải đá sạt lở khiến suzu bị ngã đen hơn nữa cô ngã làm gãy tượng phật một bức tượng được đồn là phong ấn loài ma suzu rất xén còn cu tô trấn an cô rồi dựng lật ngược thế là xong tối hôm đó hai người đang ăn cơm nói chuyện thì bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây không ai khác đó chính là con ma suzu thấy thế sang trần tâm lý hôm sau kể lại cho bọn cùng làng thì kết luận Suzu bị ma ám, còn Ayane được dịp kiện Suzu cực đã. Tôi đến Ayane định dọa ma để chọc Suzu thì lại gặp con ma thật, khiến cô nàng sợ quá mà ngất luôn. Cô Tô đi ra thì cô em đang nằm bất tỉnh, đi vào thì thấy con ma đang ám Suzu, cô bé không dám đấm lại nó. Anh mê ra tay, đấm cho phát khiến con ma ngỏng cụ tỏi luôn. Hóa ra đó không phải ma mà là một sinh vật rất đáng yêu. Anh mê nói không dọa nữa mà nó nghe ngoan như cún. Tập 5, Kuma là con gấu siêu to khổng lồ hay đi cùng với Yukino. Hôm nay Yukino đi tìm chẳng thấy đâu, khi phát hiện thì thấy Kuma đang ở trong nhà kho. Ăn hết sạch lọ mứt mà Chikage làm, khiến Yukino giận tím người. Cô quạ Kuma khiến nó sợ hãi bỏ đi luôn. Trong khi đó, Suzu và Ikuto đang đứng ở con suối để câu cá. Ikuto đang suy ngẫm cuộc đời, không biết gia đình cậu có lo lắng hay cậu thoát được hay không. Đang nghĩ thì nhỏ Yukino từ trên trời rơi xuống, ngã một phát cực thốn vào Kuto, khiến cả hai bất tỉnh luôn. Đồng loạt những con thú cũng đã xuất hiện, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? thanh niên kia thì gọi mãi chẳng dậy làm thanh niên đành phải sai chiêu hô hấp nhân tạo nhưng chưa kịp chạm thanh niên đã dậy luôn một lúc sau yukino tỉnh lại và cô đã kể cho mọi người sự biến mất của kuma bọn họ sau đó chia ra làm hai nhóm nhỏ yukino và ikuto sẽ chung nhóm tìm đầu bên này còn suzu và mấy con thú sẽ chung một đội tìm đầu bên kia nhìn số lượng hai bên ngang nhau Ikuto cõng Yukino một đoạn thì té ngã, tưởng hồ gì hóa ra vết chân, có lẽ là của Kuma. Bọn họ đi theo vết đó và thấy một con đang ăn mật, nhưng khi đến gần xem mặt thì mới biết không phải là Kuma. Kuma là con gái và bằng tuổi Yukino, chứ không phải ông già này. Bị gọi là ông già, làm nó giận tím người, đấm cho một phát vỡ mồm Ikuto luôn. Đi một đoạn thì thấy con nữa rông giống, đang đứng suối ăn cá, nhưng vẫn không phải, vì nó là được mất rồi. Con này thì đẹp quá không phải, còn con gấu này thuộc loại BD rồi, còn một đống con cũng xuất hiện nhưng không phải. U là chơi, mệt quá đi. Khi hai người nghỉ chân, Yukino đã kể lại mọi chuyện. Chính cô trong lúc nóng nảy đã đuổi con gấu Kuma đi vì dám ăn hết mứt trong nhà. Khi Kuto trấn an cô bé, vấn đề này nhỏ như con thỏ ý ma. Cô bé cũng kể thêm, Kuma là người bạn đồng hành cùng cô qua những năm tháng tuổi thơ. Từ việc phá tổ ong, bắt cá, chơi trong chóng hay make up, rất vui vẻ và trang chứa kỷ niệm. Phía sau của Suzu vẫn chưa có động tĩnh gì từ nãy đến giờ. Đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện và cả bọn cho rằng đó là thú ăn thịt. Khi phát hiện ra thì hóa ra lại là bà Ayane ngào đá. Mới đến đã phải lải nhại ba cái lăng nhăng rồi. Ayane muốn đầu với suzu nhưng đã bị từ chối. Nhưng Ayane vẫn nhất quyết không chịu buông. Ba mắm bắt đầu múa may quay cuồng nhưng vừa áp sát đã bị chú chim đấm cho bất tỉnh luôn. Lúc này anh cung nghĩ ra một cách. Đó là vẽ mặt con gấu đó vào một cái tấm rồi hỏi bọn gấu. Nhưng hiệu quả không thấy đâu. Hỏi thì không ai trả lời. Đã thế toàn bị bọn nó vải cho. Nhọ thật. Cũng may đi được một đoạn thì có bác trồn thấy, chỉ hướng cho Kuma. Trong lúc đi, họ đi qua một cây cầu. Anh Mên sợ độ cao không dám đi, Yukino sung phong đi trước, nhưng vừa đi thì nó sập luôn. Ikuto cũng ra ứng cứu, nhưng cả hai đã rơi xuống thôi quả này xuống lỗ thật rồi nhưng đột nhiên bọn họ được kéo lên hóa ra chính là kuma chính cậu đã cứu cả hai bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ một cách vui vẻ tập 6, tối hôm đó đang ngủ thì có một trận động đất xảy ra sáng dậy đã thấy ikuto cầm kiếm tập võ rồi suzu hỏi lý do cậu tập thì thanh niên đáp để bảo vệ con gái điều đó khiến suzu hơi khó hiểu vì cô chưa từng dựa dẫm vào được con trai nào bao giờ thực ra có đầu mà dựa một lúc sau cả hai đi nâng đồ thì động đất xảy ra, các thanh tre trên nguồn suối thì bị đứt gãy. Bà Suzu sợ động đất, lôi Ikuto như con chạy mất xếp luôn. Tối hôm đó đi tắm thì hết sạch nước nóng, khiến cả bọn phải đốt củi tắm trong thùng. Cuối cùng đã tắm xong xuôi hết cả rồi. Vì trận động đất làm cúp nước, cả bọn không ngờ có ngày phải tắm trong thùng. Một ngày không tắm thôi, cả bọn không chịu được. Ikuto là con trai nên thắc mắc tại sao không tắm ở biển hay lòng người qua thì mấy bà quạo cho tới tấp, hết bị chửi là ở bẩn rồi ngu dốt. Tắm ở biển sẽ hỏng da, khổ thân. Với con cái thì chuyện tắm quan trọng. Hỏi như thế bị chửi là đúng rồi. Tối hôm đó, thanh niên nằm suy nghĩ và đã quyết định, dáng giải quyết vụ này, cậu sẽ đi kiểm tra suối nước nóng. Nhưng ngu dốt cộng với nhiệt tình thì vẫn vô dụng mà thôi. Vừa lên đến đỉnh, thằng cha đã bị rơi xuống. Cũng may là có Yukino cứu, chứ không đang xuất luôn rồi. Một lúc sau, cả bọn cùng nhau đi vào giếng để đào lớp đất, làm mất dòng chảy của suối nước nóng. Ikuto và Suzu sẽ xuống đào, còn Yukino Rin cùng với mấy con thú sẽ kéo. Bọn họ làm xong thì nghỉ một lúc, vì dưới đây nhiệt độ rất nóng. Đúng lúc sau thì có trận động đất sạt lở dưới giếng, khiến Suzu và Ikuto rơi xuống đáy, bọn họ rơi xuống sâu và xuất hiện một cái hang với bể suối nước nóng rất lớn. Do cái lỗ bên trên đã bị bít nên Suzu tưởng bọn họ sẽ bị kẹt ở đây. Nhưng Ikuto phát hiện ở kia có gió thổi nên chắc chắn có lối ra. Cả hai cùng nhau ra đấy, tuy nhiên chân của Suzu bị thương và Ikuto phải cõng cô bé. Có dịp được thể hiện mê lì là đây chứ đâu. Đi được một đoạn thì họ thấy được lối ra nhưng nó cao quá không thể với được. Ngắm nghía một hồi, Ikuto thấy được một viên đá lấp đi dòng chảy của suối nước nóng. Nếu gỡ nói ra, có thể nước nóng sẽ quay trở lại. Nhưng nó cương quá thanh niên đập mãi không được, đã thế còn gãy luôn xẻng. Nhưng từ những va đập đó mà nước bên trong bắt đầu phun ra, nó thoát ra ngoài và khiến ngập hang luôn. Lúc này thì hai người chìm trong nước nóng, nó chảy rất mạnh. Suzu thì bị nước cuốn đi, cũng may có Ikuto cầm tay kéo lại. Nhưng sau tất cả, nước nóng vẫn trào lên từ lòng đất và đưa họ ra ngoài. Bọn họ vừa từ đáy xã hội mà đi lên. Thật ngoạn mục, nước nóng từ hôm đó cũng chảy trở lại luôn rồi. Tập 7, nay Suzu sẽ dẫn Ikuto đi khu rừng ở phía nam, nơi có hai ông thầy của cô gái đó là Aikido và Yusuzu, hai người là võ sư, đã dạy Suzu hồi nhỏ. Được biết thêm, thì thầy của Suzu cũng là chúa tể khu rừng. Nghe xong Ikuto cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vừa nghĩ xong, lão thầy đã xuất hiện luôn. Đó là một con mèo lùn, vừa gặp cái, đã cho Ikuto ăn phát cao. Nhìn vậy thôi, chứ ông thầy này hơn trăm tuổi rồi và vua của mèo trên đảo. Ông rất giỏi võ thuật và hóa trang. Sau đó, ông mèo đã muốn nhờ Ikuto và Suzu một chuyện, đó là trò chơi ngày sống sót. Do đa phần trên đảo là chó với mèo, nên mỗi năm hai loài sẽ đấu với nhau để giành chức chúa tể đó là truyền thống của hòn đảo và được duy trì suốt 100 năm qua. Mèo sư phụ sau đó đã nhờ Ikuto gia nhập đội của mình và trận đấu đã diễn ra, hai bên lao vào nhau rất đông, chỉ cần vẽ lên mặt nhau hai cái là sẽ bị loại, luật chơi kỳ ghê. Đang đi trên đường, Ikuto và Suzu dính phải bẫy chuối của một con cờ hó, nhưng bọn họ có thể thoát được một cách dễ dàng. Còn đằng này, đang đi trên đường thì bà Suzu tự nhiên đói, mang ra bát cơm ăn ngay giữa đường, mới vãi trưởng chưa. Thế là như vạch áo cho người xem lưng, mấy thằng chó đợi sẵn và bao vây cả hai. Chúng đã vây quanh rồi thành một vòng xoáy nhưng chỉ một đá cả hai đã cho mấy con chó này ngủ luôn tại trận bọn họ sau đó cũng dễ dàng vẽ lên mặt chúng cuối cùng cũng thấy tên trùm cuối ikuto định lao lên thì bất tinh linh hai chị em ayane và machi cũng xuất hiện và cho hai người một phát quyền vào mặt thì ra cả hai tham gia trận này vì cô em ayane lỡ ăn nhầm đồ của chó sau đó ayane sẽ đấu với suzu còn ikuto đấu với machi Ayane lao và Suzu tới tấp, nhưng đánh phát nào hụt phát đấy, còn dẫm vài hố bom nổ cho bay mâu. Còn Mai Chi từ từ nãy đến giờ cứ hỏi xem y cô tô thích vẽ kiểu dâu như thế nào, nhưng có cái nịt nhé, cậu sẽ dùng kiếm thuật của ông ngoại dạy cậu. Tuy vậy đúng lúc đó thì hai tên chó đã bất ngờ lên núi và quyệt hai phát vào chúa tể mèo. Kèn báo vang lên, đội chó chiến thắng, nhưng hóa ra chỉ là cú lừa, khi con mèo đứng vừa rồi chỉ là hình nhân do chú lợn này đóng thế mà thôi. Đây mới là ông mèo thật và ông đã vẽ cho hai con chó đó loại luôn. Chiến thắng đã về tay mèo, họ lần nữa làm chúa tể. Trận chiến kết thúc, mọi người rất vui vẻ sau trận đấu, chỉ có ba Ayane là quạo khi bị phạt nấu ăn cho kẻ thắng trận hôm sau cả bọn đi ngắm hoa anh đào ở trên đảo này có mỗi cây hoa anh đào nằm ở khu vực phía bắc tuy vậy chúa tể của khu rừng này là một tên khó tính như ma để không bị phát hiện thì họ phải chia ra là một nhóm nhỏ ít người bây giờ thì họ sẽ bốc thăm và sachi cùng ikuto sẽ cùng đội khổ thân thanh niên đã sợ độ cao lại còn phải cặp với con mụ chuyên đi đường nguy hiểm nhất này rin nhỏ đeo kính và yukino sẽ cùng nhóm còn ayane và kuma và suzu sẽ chung một đội bọn họ đang đi rất nhanh để tránh bị phát hiện và đến chỗ ngắm hoa anh đào trước Lúc này, Ikuto đã được bà chị Sachi dẫn lên đỉnh núi. Ikuto lúc này không biết xuống kiểu gì nên rén. Đang định đi về thì bà lại gói cậu vứt luôn xuống đấy, khiến các cụ phải cánh cực mạnh. Cuối cùng thì bọn họ cũng gặp nhau đầy đủ mỗi Ikuto như vừa chết đi sống lại thôi. Cả nhóm gặp được tên chúa tể hồ cũ, ván chỉ hướng cho mọi người. Đi được một lúc thì thử thách mới lại xuất hiện, một dòng suối và cây cầu nối bị đứt. Ayane thấy nản định đi về, nhưng Rin bảo chỉ cần làm cầu mới là xong. Mỗi người một việc, tìm nguyên liệu rồi chế biến và cuối cùng họ phải làm cái cầu rồi vượt qua nó. Thành quả cho việc lặn lội đường xa đến, một cây hoa anh đào cực kỳ đẹp và sặc sỡ, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tập 8, Nay và Ikuto sẽ đến nhà Chikagensan, đó là một ngôi nhà thiết kế phương Tây, hai người vừa gõ cửa thôi đã bị ba người hầu chạy như tên bắn ra chào đón, còn Chikage đeo kính thì đang ở trên nhà với nụ cười đầy đắc ý, hôm nay cô muốn thí nghiệm của cậu. Hai người đã được cô người hầu voi đón tiếp và cả ba nói chuyện chém gió với nhau. Suzu đã bảo cô người voi này là người xinh đẹp nhất, khiến mê đứng hình mất 5 giây, không hiểu tiêu chuẩn của bọn này là gì nữa. Đúng lúc đó, Chikage đi ra với bộ tạp dê, nhìn rất chi mở len. Ichito thấy mà máu mũi xịt thôi. Thấy chưa ổn, cô thay bộ y tá còn mới lem gấp đôi. Và cuối cùng là bộ đồ hầu gái đầy dễ thương. Chikage đưa cho cả bọn những cuốn sách kỳ lạ, làm anh Mên thắc mắc, không biết cô lấy mấy thứ này ở đâu. Thì ra sau những cơn bão, ở trên biển sẽ có nhiều thứ đồ từ con tàu trôi giạt vào và Chikage là người hay ra đó nhặt nhất. Cô còn chết đống ở nhà, Cả hai sau đó đi vào phòng của Chikage và bất ngờ trước bộ siêu tập đồ nhặt về của cô. Nhiều cái cô nhặt nhưng cũng chẳng biết đó là gì, đến nỗi cái nồi cơm còn chẳng biết. Đối với họ, những dụng cụ này như đồ của người ngoài hành tinh vậy. Tuy vậy tất cả đều không xài được, vì cái đảo này làm gì có điện. Được một hồi, Suzu và Ikuto bảo đi về, thì Chikage tìm mọi cách ngăn bọn họ ở lại qua đêm. Và cô còn bảo sẽ làm cho cả hai bữa tối, nhất là Suzu sẽ được hốc món mà cô yêu thích. Bà này làm đồ ăn thì nhìn ngon đấy, nhưng mà nuốt không nổi cái nào, chỉ được mỗi cái món cơm cà ri, thanh niên phát nghiền luôn còn bà Suzu ăn cay quá phun cả lửa, cũng may còn có bánh ưa thích để tráng miệng, ăn xong rồi thì tắm, dù tắm chung thì thanh niên xịt máu mũi ngòm luôn, đúng là đầu đất mà Chigage tắm mà cứ tò mò, không biết bao giờ mới được làm thịt anh men, nhưng nhìn Suzu hấp dẫn quá nên cô phải nghịch cho đỡ, giờ đến lượt Ikuto, bà Chigage chỉ đợi có thế để dính mò cậu, biến thái hơn cả bạn tôi, khổ nỗi, mắm này bị cận thị, đứng núp nhìn chả thấy gì của anh men, Chigage liền đi ra nhưng ngã luôn xuống bể, đúng lúc đó, hầu gái voi vào kỳ lưng cho Ikuto, ai kỳ cũng được, miễn không phải là gái, chikage biến thái cứ ở dưới nước ngắm nhìn anh men khi anh men xuống bể bơi lại còn lại gần ngắm nữa chứ đang phê thì đứt dây đàn, gây bị ngay con hầu gái vo nhảy xuống bồn bị con này đè lên thì đỡ sao được cô nàng ngỏm luôn Tập 9, lại một cảnh đào tiên nóng bỏng nữa anh em ạ. À. Hết Suzu, Chikage thì lần này là Rin tóc đỏ đi tắm, em mờ lem quá, cô đang tắm thì bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua, đó là con lợn này và thanh niên Ikuto. Bị trai thấy, Rin hét nổ cả ốc, nhưng thằng cha này lại cảm thấy hạnh phúc khi được cái đuổi, đó mới là phản ứng bình thường, chứ đâu như hai mắm kia, chịu luôn. Kết quả là cậu bị đấm cho suýt đáng suất. Rin nói thẳng rằng, không thích ai thấy mình nút cả, kể cả con gái hay anh men đi nữa. Cô đang mời anh men mai rảnh qua nhà làm việc thì có một tên bí ẩn theo dõi, hóa ra đó đó là cô em gái cuồng chị gái. Biết Mai Ikuto và nhà mình làm việc thì cô nàng mừng díu rít nhưng được 3 giây lại lật mặt cực kỳ quạo, bảo anh mà động đến sợi lông của Rin thì cứ liệu hồn, đúng là đa nhân cách. Về đến nhà, Ikuto thông báo cho Suzu, Mai đến nhà Rin phụ việc gì đó. Suzu cũng bảo muốn đi, nhưng anh bảo cu cô không đi. Đây là việc của nhà anh. Trong khi đó, gia đình nhà Rin đang ăn cơm. Bữa ăn hôm đó rất đông, gồm có 7 người, bốn con người và ba người thú. Và tôi không hiểu mấy người trên đảo này lấy ai để phối giống vừa mời nhau ăn cơm mà đã ăn như chết đói. Con cá đang nguyên đúng hai giây sau hết sạch, bữa ăn đó vỏn vẹn 10 giây, thật đáng sợ. Rin sau đó cũng bảo Ikuto mai đến xây nhà, còn bà lão thì kiểu muốn có cháu rể lắm rồi. Rin nghe thấy vậy mà ngại đỏ mặt cô còn bị mẹ khuyên mai phải thật nữ tính và quyền rũ hôm sau bọn họ xây nhà thì suzu và ikuto cùng tới suzu nhiệt tình như mọi khi còn anh Ku thì chưa xây nhà bao giờ nên hơi bỡ ngỡ đúng lúc đó mẹ rin vào cô tên là risa kia là bà ngoại risu và mấy người thú này là công nhân cô risa sau đó đã bảo kuto làm trợ lý của rin còn dặn rin phải va chạm thật nhiều Cô em Mikoto thì toàn ghen tuông, nói xấu dâm dê về Ikuto với Suzu. Nhưng mẹ trẻ này trong sáng chả hiểu gì, phải để cho Mikoto mặt quạo lên giải thích. Sau khi được thông não, Suzu cảm thấy có gì đó không ổn nếu Rin và Ikuto yêu nhau. Rin sau đó đã hướng dẫn Ikuto cách dùng búa, nhưng cô ăn mặc hở hang. Mới lem quá, thằng cha này không dám nhìn. Trong lúc nhắc Ikuto tập trung vào, cô vô tình đập tay vào, thốn lắm. Anh cu sau đó ra xem làm sao không, thì cô em Ikuto nhìn thấy, mặt lại quạo như muốn ăn tươi nuốt sống Ikuto. Hai người cầm tay nhau để băng bó, xong rồi ngại ngùng các thứ. Cô em bị ăn cơm chó mà ném ngay cái búa vào đầu anh cu, may là trượt, bây giờ là xẻ gỗ. Rin nhật tình hướng dẫn cho cha nội nhưng tập trung thế nào được. Khi nhìn vào bộ đồ cô đang mặc, tư thế cô đang làm, bà mẹ vui mừng vì con gái đi đúng hướng. Rin sau đó trong lúc khiêng đồ đã vô tình ngã đè lên người cậu. Tiện thể cho thanh niên úp mặt vào đồi núi luôn. Cô Tô thấy vậy, nhẹ nhàng tặng cậu ít phi tiêu. May là cậu chưa chết. Cứ đà này thì Tết sang năm chắc mới xây xong cái nhà. Rin đã bảo phải tăng tốc, nhưng càng tăng tốc bao nhiêu thì càng hỏng việc đến đó. Tương tư vào rồi, khiến con người ta như thế này đây. Suzu thấy cảnh đó hơi ghen, còn Mikoto cho thanh niên đi tắm luôn. Hai đứa này sau đó cay cú, Dù solo xem đứa nào làm việc nhanh và ngon hơn. Một khi đã máu, đừng hỏi bố cháu là ai. Cả hai làm việc nhanh và chất lượng, khiến ai cũng phải trầm trồ. Thế là xây xong căn nhà chỉ trong một ngày, ảo ma Tiki Lazada thật. Tối đó cả đám làm bữa nhậu tổng kết, ba mẹ Risa xây rồi, khen lấy khen để hết nước chấm Iguto, mong anh về làm rể luôn. Cô em thì cay cú, cầm ngay quả dơ hấu to ngang căn phòng, vừa xây vừa ném chết cả bọn. Tập 10, Suzu từ hôm qua đến giờ mặt buồn rười rượi. Hôm đó trời mưa, bài đeo kính, Chikage thì nay nổi hứng muốn nghiên cứu loài cóc, còn mặc đồ bơi nữa. Còn phía nhà Suzu thì nay trời đã mưa nên khiến Kuto chán không chịu được. Thanh niên ngửa chân ngửa tay lắm rồi, đã thế còn không có điện thoại chơi rắn săn môi. Thế thế, Suzu rủ cậu chơi trò Ayatori, đá gà bằng cổ tay, nhưng anh cu không biết chơi. Dù chơi ô ăn quan hay ném bia thì cha nội cũng chịu nốt, có mỗi cờ vua là biết, cả hai sau đó vừa chơi vừa chém gió, cơn mưa tạo cơ hội cho họ gần nhau hơn. Đột nhiên đến lượt Suzu, cô nàng đứng hình luôn, lá cực nặng, còn phía nhà cô bé Loli tóc xanh này thì khá đông vui, bọn họ đè nhau ra mà đánh lộn, tôi nhìn mà nhớ về tuổi thơ quá, tưởng thanh niên Ikuto thế nào, còn gái bón hành cho Suzu, giờ thì đã thua trận từ 20 rồi, nhục như con trùng trục. Còn phía đền thờ, bà chị Mai Chi đang nghĩ cách để xả stress bằng việc chồng ngoài con em. Mai Chi bảo kêu đói thì được Ayane cho ăn, nhưng khốn nạn quá, nó gặm ngay miếng bánh siêu cay, đòi uống nước thì nó cho muối vào, cay lắm rồi. Mai Chi đánh cầm hình độm chọc cho bọ tức, thì nhỏ Ayane cướp lấy rồi chạy thục mạng. Yukino không ngại mưa gió, đi ra đuổi bắt về mấy con thú. Rin ở nhà chán quá, cầm ô ra ngoài chơi, thì thấy hai chị em giờ hơi đang đuổi nhau, còn hái trộm dâu tây nữa. Cả ba nhóm bọn họ đã gặp nhau. Thế ả đeo kính Chikage đang chết trôi dưới suối nữa. Đến giờ làm bữa trưa, nhưng lúc này Ikuto cảm nhận được rằng Suzu đang có nỗi buồn sâu trong tim. Anh tự hỏi, lúc trời mưa ở nhà một mình như thế này, không có ai không có điện, chắc phải chán lắm. Suzu thấy anh Ku đang suy ngẫm, ra hỏi thăm một tí, thì đúng lúc đó đám bạn xuất hiện. Căn nhà giờ đây đã đông vui tiếng cười, và bữa ăn trời mưa hôm đó đã không còn hai người nữa rồi. Họ thi nhau tặng Su xu ít đồ nữa cơ. Xem tập này mà tôi nhớ ngày xưa tuổi thơ quá. Cả bọn sau đó rủ nhau đi tắm. Lần lượt từng đứa một lột sạch, khiến anh mê xịt máu mũi gần chết. Tập 11 Một cảnh tượng bỏng mắt diễn ra thanh niên tô không xin máu mũi nữa mà đang kỳ lưng cho cô bạn Suzu, sau đó còn bế cô vào bồn tắm chung nữa, nhưng đó chỉ là mơ thôi. Mở mắt ra thì thấy bà này đang nằm trong cái bình, nhưng ra còn thấy trong suốt nữa thì ai mà chịu nổi. Sáng hôm sau bà ngoại đến khám thì cô bị cảm luôn, cái tội nằm lù nước lạnh cả đêm và việc của thanh niên bây giờ là tìm đá để giúp cô giảm nhiệt sốt. Trong khi đó, người rất giống Yukino và chủ gấu Kuma đang chơi đá và mật ong. Họ trộn vào nhau rồi ăn, cảm giác rất chỉ là Jomot, phê như con dê luôn. Vừa ăn xong, thành Ikuto xuất hiện và cô nàng ngay lập tức đè cậu ra định làm gì đó. Yukino cũng xuất hiện, hóa ra người đó chính là mẹ cô bé, Kagami. Thấy ba mẹ mình làm mấy chuyện lôm côm lăng nhăng quá, Yukino làm ngay quả câu, từng này tuổi vẫn ăn vặt, khiến Kagami quạo cho gần chết nhưng sau đó lại nhẹ nhàng rủ Ikuto đi chơi, đúng là mê trai đầu thai không hết. À mà cái đảo này làm gì có trai, nhưng anh cu đã từ chối vì phải bận đi tìm ít đá. Yukino sau đó đã dẫn anh bạn trẻ này đi. Yukino dẫn ra đến nơi thì ngạc nhiên khi chẳng thấy đá nào cả. Ba mẹ đành thừa nhận đã ăn nó nên chỉ có một tẹo này thôi. Bọn họ đành phải lên núi Fuji, ngọn núi cao nhất của đảo để lấy. Trời hôm nay nóng và Kaiichi cũng đang ước có ít đá để ăn, nhưng không làm mà đò có ăn thì chỉ có cách bà con em đi lấy thôi. Đúng là chị em kê khế, đi leo lên núi thì thời tiết ở đây như mùa đông quanh năm bao phủ bởi tuyết, lạnh thấu xương, lúc tối sẽ còn lạnh hơn nhiều. Bỗng không thấy hai mẹ con đâu, hóa ra Yukino đang trong mồm con chuột này, còn ba mẹ đang ở trên lưng con chim. Cuối cùng bọn họ đã đến chỗ đó và sới được một đống tuyết. Xong việc, bọn họ định ở lại đây nghỉ ngơi cho bão qua và tiện thể ăn chơi luôn. Nhưng anh cu không muốn, bởi Suzu đang đợi ở nhà. Thế là cậu kéo cái xe tuyết to này về, bất chấp trời có mưa bão hay tuyết rất mạnh. Cố quá thì quá cố, trời lạnh quá khiến anh mệt ngất đi nhưng nghĩ đến Suzu anh lại cố gắng, bèn chạy kéo xe thật nhanh, kết quả là rơi ngay xuống núi, may là không đang xuất, đám nhà Yukino lo lắng quá cũng bám theo, nhưng bị một đống tuyết xa xuống, chịu luôn, sau đó anh men vẫn chưa nghỉ, vẫn gói một ít tuyết rồi tiếp tục mang về cho Suzu, khi về nhà, đống tuyết còn đúng cái nịt, cũng may Suzu đã khỏe lại, còn cậu tâm này ngòm cụ tỏi do làm việc quá sức. Tập 12, ba chị Sa Chi nay trốn đi nấu ăn, đã thế con không thèm rửa bát, phải tôi tôi đấm cho mấy phát, đã thế toàn không làm mà đòi có ăn. Nhưng cô em sau đó làm ngay quả câu, muốn thoát ế và làm vợ tốt thì phải biết làm việc nhà, đã thế trên đảo này ai cũng biết, còn bà chị thì không. Vừa nói vừa cười thối mũi, khiến bà chị giận tím người, Sa Chi quyết tâm luyện tập để trở thành vợ hiền. Ngay sáng hôm sau đã đến nhà Chikage để xin chỉ giáo nấu ăn. Chikage sau đó đồng ý và bọn họ sẽ làm món nấm mộc linh như. Tuy vậy, bà Chikage này tìm dụng cụ hơn mét, đào hết cả lên, ném đầy ra không khác gì bãi chiến trường, khiến Sachi sợ quá chuồn gấp. Cô sẽ đến nhờ Rin. Cô em Mikoto định đến phá đám, thì bị bà yểm bùa, gọi ngay bây giờ đến xử. Đến tối hôm đó, mãi không thấy về. Tưởng Sachi chăm chỉ, hóa ra bà làm hộp cơm chứ không phải đồ ăn. Sáng hôm sau, Sachi lại nhờ Rin tiếp, cơ mà là nấu ăn, không phải làm mộc. Bọn họ sẽ nấu temparu và cá thu cà rốt, nấu xương xương cho 8 người. Đang định thái cá, Sachi cầm dao lên nguy hiểm quá trong khi sa chi chỉ bảo rất tận tình bà mắm vừa bắt trước vừa kêu lên tiếng của cá thế là bị ngay cái gốc vào đâu Ayane đã nói chuyện, bà chị mình không biết nấu ăn cho Suzu và Ikuto nghe. Ikuto thì thấy không nghiêm trọng lắm, vì chỗ anh không biết nấu ăn cũng chẳng sao cả, bởi vì có nhiều cửa hàng và quán ăn. Suzu thì không nghĩ như vậy, vì ăn là bản năng của con người trong việc tồn tại, nên không biết nấu ăn sẽ rất bất tiện. Ayane cũng đồng tình, người nấu ăn ngon là người vợ tốt, biết quan tâm và yêu thương. Sau một hồi tranh luận, hai bà này chỉ chóe nhau như chó với mèo, toàn đòi xem ai là người nấu cho Ikuto. Đúng lúc đó, có một cái thư gửi đến cho Sachi, cô mời đám Ikuto đến để thưởng thức thành quả của mình. Trời gần tối, bọn họ đến đền thờ để ăn. Nhưng mà chỗ này nay nhìn gây sao ý. Một ả con gái lao ra, tưởng là ma, hóa ra là Rin. Cô nàng bị như này là bởi thức ăn của Sachi, nếu ăn thì đăng xuất lúc nào không biết đâu. Nghe vậy, Ikuto và Suzu định chuồn thì bà lôi lên, có chuồn bằng niềm tin và hy vọng tầm này thôi. Cơ mà ngồi chờ cơm, mà ba người cứ như bị tra tấn tinh thần vậy, sợ không dám nói câu gì. Cuối cùng cũng đã xong, món này là gì đây, nó còn cựa quậy kinh quá. Cho thêm tiền chắc tôi cũng không dám ăn. Ichito là người ăn đầu tiên, thanh niên nhắm mắt nhà mũi mà ăn, nuôi xong thì tưởng ngất, ai ngờ nó ngon thật. Hai người kia cũng ăn và khen ngon tuyệt vời ông bà trời luôn. Thấy vậy có lẽ vẫn chưa đủ, Sai đã mang mấy cái nguyên liệu dị dị này ra trong nhà bếp, khiến cả bọn chết khiếp mà đứng hình luôn. Video đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy hay, hãy ấn subscribe để đăng ký và ủng hộ cho kênh. Và đừng ngại comment những bộ mà các bạn muốn mình review nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!